Channel. Và tiếp tục với video top 5 những mã thun đẹp nhất 2024 dành cho Bơi Phố, thì Hien đã nhận được rất là nhiều phản hồi từ các bạn. Vì vậy hôm nay Hien sẽ gợi ý tới các bạn top 5 những mã thun đẹp nhất, đỉnh nhất và chất nhất 2024 mà các bạn không nên bỏ lỡ. Và như các bạn cũng đã biết thì áo thun là một trong những item cực kỳ dễ mặc cũng như là dễ phối. Và xu hướng của năm 2024 chính là những mẫu thun với form unisex rộng rãi thoải mái, phù hợp dành cho cả nam cả nữ. Và bây giờ chúng ta hãy xem sơ lược qua năm mẫu thun đó là gì. Và đây chính là một trong những item hot hit nhất đầu năm 2024. Và năm nay xu hướng là những em áo họa tiết phối màu và có hình in cực kỳ nổi bật. Và form của các em nó đa số là những form rộng rãi thoải mái. Chúng ta có full size từ SML, XL cho nên nam nữ đều có thể phù hợp để diện. Và các cậu hãy nhớ xem hết video ngày hôm nay để xem rằng màu áo nào phù hợp với bản thân của mình nhất nha. Và đầu tiên chúng ta hãy tới với một chiếc t-shirt nhà D2 nha. Em này khi nhìn vào thiết kế thì chúng ta thấy có hình in rõ nét của hai bé trai, cho thấy sự tinh nghịch và đầy năng động. Một thiết kế vừa mang tính cổ điển vừa mang tính hiện đại, chắc chắn sẽ khiến bạn nổi bật trong mọi đám đông. Áo được làm từ chất liệu cô tông mềm mại, có độ bền cao và khả năng thấm hút mồ hôi tốt, đem lại cảm giác thoải mái tối ưu cho người sử dụng. Hình in với công nghệ mới chống bong chóc cực kỳ tốt nên bạn có thể giặt máy một cách vô tư luôn. Tuy nhiên, nếu để cho áo có độ bền đẹp lâu dài thì các bạn hãy lộn lại mặt trái trước khi vỡ vào máy giặt nha. Và em áo này sẽ rất linh hoạt trong việc phối đồ. Bạn có thể kết hợp nó với một chiếc quần jean đen hoặc quần kaki và một đôi giày sneaker để tạo nên một set đồ cuối tuần cực kỳ chất. Với hình in đặc biệt này, chiếc áo không chỉ là một món đồ thời trang mà còn là một phát ngôn về phong cách, cho thấy sự am hiểu của bạn về những xu hướng thời trang hiện đại. Và việc các bạn chọn một chiếc áo với họa tiết như thế này không chỉ đơn thuần là mua một sản phẩm mà còn là việc bạn đang đầu tư vào một thương hiệu có tiếng về chất lượng và thiết kế. Và chúng ta hãy tới với một em áo tiếp theo đến từ thương hiệu Saint Laurent. Em áo này nổi bật với logo Saint Laurent màu hồng đất, được in công nghệ chữ nước mới, tạo cảm giác vintage nhưng không kém phần hiện đại. Phía dưới là hình ảnh sắc nét của một tòa nhà cổ kính tại Paris, thể hiện được sự tinh tế và liên kết với văn hóa Pháp. Bao cổ áo được làm dày dặn, tạo nên sự chắc chắn và thoải mái khi mặc. Về màu sắc, sự phối hợp giữa nền màu be của áo và tay áo màu nâu tạo nên một phong cách trẻ trung và cực dễ phối đồ. Chất liệu của áo được lựa chọn kỹ càng và nó thấm hút mồ hôi tốt để đảm bảo sự thoải mái và tính bền vững, phù hợp với thời tiết nhiệt đới ở Việt Nam. Với màu sắc và thiết kế này, chiếc áo có thể dễ dàng kết hợp với quần jean hoặc quần short cho một ngày hoạt động cuối tuần ngoài trời. Hoặc các bạn có thể kết hợp em nó với một chiếc blazer và nhiều phụ kiện khác nhau để có một phong cách tựa như Y2K, cực kỳ phá cách và năng động. Khi bạn chọn chiếc áo này, bạn không chỉ mua một sản phẩm thời trang mà còn là việc bạn đang chọn lựa một phong cách biểu đạt cá tính và gu thẩm mỹ của mình. Và cũng như vậy, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá một phiên bản với màu sắc khác của em Saint Laurent trên nha. Được kết hợp giữa phần thân áo màu xanh đậm và tay áo màu kem tạo nên một điểm nhấn thú vị và cá tính cho sản phẩm. Logo Saint Laurent màu trắng được in công nghệ chữ nước cực kỳ nổi bật và ấn tượng ở giữa phần thân áo. Phía dưới là hình ảnh chụp một tòa nhà cổ ở Paris, mang đậm phong cách cổ điển châu Âu. Đây không chỉ là một chi tiết thẩm mỹ mà còn khẳng định nguồn gốc và bản sắc của thương hiệu. Em áo này được làm từ chất liệu cô tông cao cấp nên em nó đảm bảo được sự mềm mại, thoáng mát, thấm hút mồ hôi rất tốt, phù hợp để mặc trong mọi hoàn cảnh. Màu sắc và thiết kế này mang lại khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều loại quần khác nhau. Các bạn có thể phối em nó với một chiếc quần jean để tạo nên một phong cách tối giản. Hoặc các bạn cũng có thể phối em nó với một chiếc quần short để tạo nên một phong cách vô cùng năng động và nổi bật. Máy được in với công nghệ mới chống bong tróc cực kỳ tốt. Tuy nhiên, nếu để cho áo bền đẹp lâu dài, các bạn hãy lộn lại mặt trái trước khi giặt và không sử dụng chất tẩy rửa quá mạnh nha. Và để em ấy được bền màu hơn, mọi người đừng phơi trực tiếp dưới nắng mặt trời quá lâu. Và bây giờ chúng ta hãy tới với một chiếc áo cực kỳ đặc sắc đến từ thương hiệu Balenciaga. Một em áo với thiết kế logo cực kỳ ấn tượng.
trên nền vải trắng tinh khôi, logo Balen được in công nghệ chữ lòng, tạo nên một hiệu ứng thị giác độc đáo. Đây không chỉ là một chiếc áo mà còn là một thông điệp thời trang, một biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế. Chiếc áo này được làm từ 100% cô tông cao cấp, mang lại cảm giác mềm mại, thoải mái khi tiếp xúc với da, đồng thời cũng rất bền màu qua nhiều lần giặt. Màu áo này hoàn hảo để phối cùng quần jean, quần short hay thậm chí là một chiếc quần gió đơn giản. Và chiếc áo này lại cực kỳ phù hợp với những ai thích phong cách trẻ trung, năng động và vô cùng nổi bật. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá chiếc áo cuối cùng, chiếc áo màu đen có in logo Balenciaga. Sản phẩm này không chỉ phản ánh xu hướng thời trang mà còn toát lên vẻ đẳng cấp, cá tính. Chiếc áo này nổi bật với logo Balenciaga in chồng chéo màu trắng trên nền vải đen, tạo nên một hiệu ứng thị giác đặc sắc. Sự phối hợp giữa hai màu cơ bản này mang lại vẻ đẹp hiện đại, mạnh mẽ và dễ dàng kết hợp với các phụ kiện khác nhau. Chiếc áo này được làm từ chất liệu cô tông cao cấp, mang lại cảm giác mềm mại và thoải mái cho người mặc. Bạn có thể diện yên nó với mọi hoạt động hàng ngày, một buổi dạo phố hoặc là một buổi dã ngoại cuối tuần. Áo có thể phối cực kỳ linh hoạt, từ một chiếc quần jean đơn giản, quần short cho ngày hè hay thậm chí là layer bên trong cho một chiếc blazer. Chiếc áo này đều toát nên phong cách thời trang thời thượng. Và khi các bạn chọn chiếc áo Balen này, bạn không chỉ mua một sản phẩm thời trang, mà còn là việc bạn đầu tư vào một biểu tượng thời trang, một món đồ thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ của riêng mình. Và để chiếc áo có thể bền đẹp hơn, tôi khuyên các cậu hãy lộn lại mặt trái khi giặt, không giặt với chất tẩy rửa quá mạnh và cũng đừng phơi trực tiếp ra nắng mặt trời quá lâu nha. Và nếu như qua video trên các bạn cảm thấy mẫu thun nào phù hợp và mình ưng ý nhất thì đừng ngần ngại comment ở phía dưới để chúng tôi có thể liên hệ với các bạn sớm nhất nha. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của ngày hôm nay. Hẹn các bạn ở video lần sau. Đừng quên nhấn cho chúng tôi một lượt subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.